Lại xin chào anh em. Trời ơi, con âm ly dòng xuất âm tụ sao mà chất âm nó hay và nó đặc biệt đến như vậy. Nó trong, nó ngọt, nghe nó dễ nghe. Rồi nghe nhạc Tết phải nói là tuyệt vời. Con âm ly săn xôi ngày hôm qua, ngày hôm kia cửa hàng đăng thì đã bán. Hôm nay là con gần như là không biết có về nữa không. Thì cứ gọi nó là con cuối cùng của năm nay đi. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay, không là không còn đâu. Bề ngang là 43,5, chiều cao 16,5, chiều sâu là 32. Cầu A cộng B, hai núm chỉnh chép cho từng vế loa, hai núm chỉnh bass cho từng vế loa. Cân loa này, volume này, đường vào tín hiệu này, láo lớt này, tiếng nhỏ này, đường vào tép này, mặt phay nhôm màu đen, đẹp kem, hàng bãi zin luôn, 10 sò than, trong đó 2 con, 10 sò sắt, 10 sò sắt anh em nhá, 2 con sò sắt phía trong, hàng núi tụ phía trong và 8 con sò sắt phía sau, đang sẽ quay dần nội thất cho anh em xem sau. Bên trái. Đánh bát, đánh chép rất nhiều và bát hay anh em nhá. Sơn rối nha, sơn rối nha, nó là một lớp sơn trắng sau đó là rối cái sơn như vết chân chim. Cửa hàng đang để điện 220. Đang để điện 220. Có chức năng pre rất giá trị luôn. Đằng sau bụi còn chưa lau này anh em nhá, hàng mới về hôm nay đang luôn lên cho nóng. Hôm nay vừa gửi đi một con vào rạch giá Kiên Giang. 8 con sò sắt phía sau. 4 con to, 4 con nhỏ. Đây, to đây. Nhỏ bên cạnh đây, nó đan vào nhau, đan xen nhá. Sản xuất tại Nhật Bản, xuất sang thị trường Mỹ, đơn vị là VA 315 VA. Thì nhân với 0,8 thì nó sẽ ra là watt, tầm khoảng 280 watt, 280. Đây, anh em xem nội thất. Càng test rất kỹ quay video này anh em nhá. Càng chạy nó cả ngày hôm nay rồi. Hàng rừng tụ luôn. Đây hai con sò sắt ở trong này nữa này. Hai sò sắt trong này. Rừng tụ luôn. Ở bên trong nó không làm sắt xi đâu. Nó là tôn thôi anh em nhá. Đây là đẹp lắm rồi đấy. Bãi zin luôn. Đang để điện 220, anh em dùng rất tiện lợi luôn, cũng khỏi mất cái đổi điện mất mấy trăm. Điện thoại trên tấm biển anh em nhé, anh em có nhu cầu cứ liên hệ. Tết đến rồi mà chưa có đồ chơi là phải sắm nhanh, không là bưu điện cũng không gửi được hàng nữa đâu anh em nhé. Với một cái điều nữa là con này là con chắc là cuối cùng không có con này trong trước Tết nữa đâu, bởi vì cửa hàng đợt này chắc nó không về kịp. Nó tiếng nó phê thật, cái dòng xuất âm tụ tiếng nó trong vắt, nhưng mà một cái hay của con âm ly này nữa là nó khỏe, để nghe nhạc thì tuyệt vời. Anh em ghép những dòng loa Mỹ hoặc loa Nhật, đây đang ghép đôi loa Mỹ Boston A120, giá là 7,5 triệu bao ship. Còn âm ly là 6,8 triệu bao ship, vẫn bằng giá mấy con bán gần đây. Và cửa hàng báo giá là giá chuẩn đét anh em nhé. Lao lớt này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.